hiện một vị khách bỏ quên điện thoại. Khi rời khỏi quán, hai người đàn ông đã có hành vi xấu xí. Vụ việc tiếp theo xảy ra tại quán phở Hồng Cúc ở thành phố Bến Tre ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi. Một người phụ nữ cùng con ăn phở rồi rời khỏi quán. Trên bàn lúc này có cái điện thoại để quên. Hai người đàn ông ăn phở bàn kế bên phát hiện. Ngay sau đó, một người giả vờ đi qua lấy đồ đã tiện tay lấy điện thoại trên bàn. Và lấy đồ khá chuyên nghiệp nên không ai phát hiện. Tình huống như lời cảnh báo mọi người khi vào quán ăn, lúc rời khỏi nên kiểm tra lại đồ đạc tư trang, tránh để quên.